Chào các bạn. Tình hình là sắp đến Noel và có hát nhiều bạn bình luận là kêu tụi mình làm clip cắm trại theo kiểu Noel đó các bạn. Nên hôm nay mình thực hiện luôn nha. Ở đây là mình có tất cả là 6 cái lá hâm. Từ 0 sao cho đến 6 sao và tượng trưng cho từ 10.000 cho đến 10 triệu các bạn. Và hôm nay là tụi mình sẽ chơi là cứ ai mà vào số sao nào thì sẽ sử dụng cái số tiền đó để làm liều phong cách Noel nè. Rồi nói chung là thức ăn thì có thể mua gì cũng được, nhưng mà làm liều thì phải làm theo phong cách của Noel các bạn. Ví dụ như là đèn đốm rồi chớp tắt rồi cây hông đồ các kiểu. Nói chung là làm sao mà cho nó, nói chung là không khí nó Noel nhất nha các bạn. Và ở đây là tụi mình sẽ không có chơi chính xác để hãy chọn số sao nữa. Và lần này là sẽ sử dụng xúc xích, sau đó bỏ vào những cái tờ giấy đó bạn. Sao bắt đầu gọi là đóng cửa hả chó. Đây là con Lucky của mình nha bạn. Dĩ đang huấn luyện nó để cho nó hãy vào 10 triệu. Nó nói chung đang mua chuột con Lucky của mình. Mình sẽ hãy xúc xích vào 6 ô đó. Ai hả con chó nó ăn miếng xúc xích ở cái tờ giấy nào thì sẽ cắm trại với lại số tiền đó nha bạn. Đây, mấy đứa để ra anh nặng xúc xích nè. Đó, 1 cục, 2 cục. Những người mà chơi trước thì sẽ có cơ hội vào 0 sao, 1 sao hoặc có khi là 6 sao. Còn những người chơi sau thì nếu những người chơi trước mà vô những ô đó rồi thì những người chơi sau lợi thế là sẽ không vô nữa bạn. Nên trước sau gì cũng vậy thôi. Nên tụi mình gắn là công bằng, ai muốn hãy trước là hãy trước à. Nhưng vậy muốn chơi trước luôn em. Đó, chơi trước liền. Còn ok, ấm chó lần kia em. Anh đây rồi. Xa xa em biết. Ấm đâu đây. Đúng rồi. Ok chưa? Ok. Rồi em lần kia em dụ nó đi. Đứng mú lần kia luôn nha, kêu á ha. Đợt này hả? Đúng rồi. Nó chưa biết là nó có xúc xích á. Vô em. Một cục đi nha. Ôi à, hai cục chưa? Rồi một cục thôi. Hai cục này nè. Rồi đây cục này đầu tiên các bạn. Rồi cục đó cô vậy. Lên cho mày á. Rồi vậy thì có 500k để cắm trại phong cách Noel. Lượt thứ hai là cục cô ăn nha. Rồi hả em. Rồi giữa là không gian nữa. 5 triệu. Yeah. Mình được 5 triệu nha các bạn. Rồi tới anh luôn nè. Có sắp xếp là ông hay để như vậy luôn. Rồi xin vô gần đi em. Rồi ok chưa? Ok anh. Rồi tới lượt mình nha các bạn. Nè chuẩn bị nè. Vô con. Quay. Wow, quá dữ luôn. Tôi tính ăn cục 2 triệu bạn, nhưng mà tự nhiên nó vòng qua cục 10 triệu luôn. Quá là may mắn. Rồi tiếp em, tiếp em. Để tiền vô gần em. Rồi có rồi. Đây, lao quá nó sợ. Rồi tiếp theo là toàn đúng không? Đúng rồi. Ok chưa? Tiếp theo là lượt này là của toàn nha. 3, 2, 1, đi con. Đi Lucky. Đây. Lucky. Rồi, 1 triệu. Quay. Rồi, toàn nè, cầm tờ này lên cho các bạn coi. Được 1 triệu. Toàn có 1 triệu nha các bạn. Chúng ta chỉ còn có 2 người chơi đó thì là cô Hương và cô Tú. Hương ok chưa? Ok rồi. Hãy cho chiến nha em. 1, 2, 3, đủ. Đủ rồi em, bên phải đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi em, đủ rồi. 2 triệu. Rồi, Hương đâu rồi, đánh qua. Đây Hương đây rồi. Game là giỏi với kỹ thuật săn chó, chằn chó nha. Thằng Tú chỉ còn 10k và 100k thôi. Ok cho Tú. Đó này đi chằn chó quá. 3, 2, 1, đi vô. Đi, 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 đi. Rồi, 5k. Này con ăn luôn cái này luôn đi con. Rồi đây là cái phần thưởng dành cho nhà tài trợ. Chị cuối lỗ. 100k. Em huấn luyện cái cỡ đó mà vô em có 500k. Thấy cho gà quán vừa chưa? Rồi kết thúc cái chuyến hả chó này thì chúng ta có dựng cái số sao và số tiền như sau. Đầu tiên là Tú 1 sao 100k. Rất là may mắn luôn. Toàn là 1 triệu 3 sao. Dĩ là 500k 2 sao. Khuôn là 2 triệu 4 sao. Cô An là 5 triệu nữa các bạn. Và 5 sao. Và cuối cùng là với cái người hả chó của mình thì mình được 6 sao 10 củ các bạn. Mình thấy là bé vô nó ăn 2 triệu rồi tự nhiên nó quẹo qua 10 triệu luôn. Rất là may mắn luôn nha.
Ok, nói chung là giờ cả đám tụi mình là sẽ đi siêu thị để mua những cái món đồ và gọi là trang trí cho Noel nha bạn. Jackson nha bạn. Bạn nào thích cái video này của tụi mình, đừng ngần ngại nhấn like, chia sẻ lên Facebook cho các bạn khác cùng xem. Và đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và tạo động lực cho tụi mình thực hiện những clip cắm trại, thử thách, những cái clip giải trí hơn đó nha. 2000 years later. Rồi hiện tại tụi mình đã dựng trại các bạn, mỗi người một khu và tụi mình dựng ở rừng cây dương nha. Tụi mình chặt mấy cái nhánh cây dương thôi chứ không có chặt cái cây nha các bạn. Để trang trí làm cây hông đúng không? Đó, mỗi người là sẽ trang trí căn lều và trang trí những cái nhánh dương nha các bạn. Dưới đây là ăn sử dụng cái nhánh nhỏ xíu luôn. Đây, ăn nhánh nhỏ xíu như vậy. Hương có cây nào em? Có, nhánh nhỏ xíu nè. Nhánh thường nhánh khô luôn nha bạn. Có trái luôn nha. Cây đó nó sắp, em nghĩ là sắp lên thiên đàng rồi. Cây này nó sắp lên thiên đàng rồi, quy quy nè. Trái qua đời. Rồi, toàn thì cây toàn cũng là cái nhánh nhỏ xíu nha bạn. Còn chúa hời nằm trong đó. Cây hông đồ hên có chậu đàng hoàng luôn nha bạn. Đây nó làm cái khùng xốp ngoài biển và nó làm cái chậu. Anh Tú có không em? Có gì ạ? Cái hông. Đấy. Giống cây ở mấy tiệm cà phê mà chấp chấp đèn của em. Rồi cuối cùng cái đám tụi mình đã trang trí xong và trời tối hôi lùi luôn. Bây giờ là mình sẽ review giới thiệu nhà của từng người nha bạn. Rồi lên đèn cái Bảo ơi. Rồi đầu tiên là cái căn liều 6 sao của mình. Mình sử dụng những cái đèn lấp lánh. Rồi trang trí cây hông Noel bằng mấy cái này là mấy cái trái gì mình không biết đâu bạn. Mấy cái trái tròn tròn, màu trắng với là màu đỏ. Mình lấy cái phong màu chủ đạo là màu đỏ các bạn. Đa số là màu đỏ không. Nãy trời mưa đây mình che lại nè, lấy ra nha. Nãy mưa quá trời quá đất luôn các bạn. Đó, nói chung là đó, bên ngoài là mình trang trí đơn giản như vậy thôi các bạn. Có một con ngừ tuyết nè, bé đi chích mệt nè. Rồi ở đây là mình có một cái hai cái đôi tắc luôn nha các bạn. Đây. Hai cái đôi tắc, hai cái tắc. Tại vì theo Noel đó thì đêm Giáng sinh thì ông già Noel ông sẽ bỏ quà vô trong mấy cái tắc đó các bạn. Mình quyết định là lấy hai cái luôn để được nhiều quà hơn, hai phần quà nha các bạn. Rồi trời mưa râm râm luôn rồi, không biết là tối nay là ông già Noel ông có tặng quà được hay không. Trời mưa như vậy sợ thì ông ngại ông không đi được các bạn. Nhưng mà mình vẫn đợi sẵn hai cái đôi tắc ở đây để ông tặng quà cho mình nhiều hơn nha. Tại vì mình tới 6 sao lần nên phải đầu tư hai cái để được quà nhiều hơn. Rồi tiếp theo là 5 sao của Cu An thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là một cây hông Noel có chữ chích mệt hình ông già nè, tới hông chà bá lửa luôn. Những cái gói quà nhỏ xíu rất là vậy. Ủa này để chơi hay hả? Đụng vô. Để vô rớt luôn rồi. Đó, nói chung là trang trí cây hông như vậy. Rồi những cái dây đàn đồ các kiểu. Trên liều thì còn có một cái chùm hông rồi trái hông rồi mấy cái hộp quà rồi các kiểu nữa. Dưới đây có chữ welcome nữa. Dưới đây có chữ welcome hả? Dưới đất hả? Đây là cái phần ăn Giáng sinh của cô An các bạn. Từ từ tụi mình ăn nha, đầu tiên giới thiệu liều trước. Ở đây nó cũng có một cái đôi tắc để dành xin quà hả em? Có bức hư trong đó nữa. Trong đây có tâm hư nữa hả? Dạ. Thôi đừng đọc. Anh coi thôi, lấy coi thử thôi chứ không có coi. Đừng đọc chưa. Ủa tâm hư mà. Ok, nói chung là nó có cái bức hư gọi là vòi quà á bạn. Ví dụ như mình ghi là mình muốn xin một con iPhone XS Max hay là một cái ngôi nhà gì đó thì mình ghi vào và để trong đây. Tối ông già Noel ổng đọc xong cái ổng đi luôn thôi à. Đâu tặng nổi đâu. Hương mấy sao? Ừ 4 sao. Rồi tiếp theo là 4 sao của cô Hương các bạn. Thì nó sử dụng một cái căn liều tự bung hẹn bữa. Rồi phía trước thì chúng ta có. Ủa sao cái vòng hoa này nằm dưới đất gì vậy? Cho đẹp. Nó chơi rồi. Cái vòng này nặng mấy ký luôn, làm sập lều hơn. Để liều sập lều hả? Nãy sập lều luôn. Cây hồng Noel thì nó sử dụng một nhánh cây gọi là bị chích khô các bạn. Lá nó bị héo luôn rồi. Rồi đang tí bông tuyết rồi các kiểu. Phía trên liều thì cũng văng dây vợ đồ quá trời quá đất luôn. Phía bên đây có gì đây? Này là cái đồ cây để dắt vớ đồ quà. Cái này là vớ đồ quà, vớ nhỏ quá sao có quà lớn được em, vớ nhỏ xíu à.
quan trọng là tấm lòng. À vậy là ông Noel, ông già Noel ông cho quà nhỏ nè. Đặc biệt hơn chuẩn bị gái kế bên để dành ông già Noel, ông động lòng ông cho quà xịn hơn. Này là búp bê mà. Nè con nó quẩy nè. Đâu? Đó. Nó quẩy. Vậy là ông nhìn ông thích là. Rồi tiếp theo là của ông Cụ Toàn 3 sao các bạn. Thì nó sử dụng một cái găng lèo màu hồng, trang trí mấy cái sợi dây cũng màu hồng luôn đã bạn. Rất là đẹp luôn á. Wow, dây nhợ rồi tùm lum la hết. Trái rồi cũng màu hồng luôn nè. Có cái trống màu hồng nữa nè. Ủa sao mới xài cái vớ màu hồng em? Ủa, màu hồng không hợp anh. Chứ màu xanh cho khác biệt. Trong đây có hư bất hư tâm hư gì không? Đâu, Chúc mới viết anh. Chúc mới viết hả? Cái vớ của thằng 3 sao nó bự hơn cái vớ của thằng 4 sao nữa nè. Chắc chắn là quà sẽ lớn hơn nha. Tém vào bên đây thì thấy là anh Toàn nha các bạn. Ở trên còn gắn nha anh. Phía trên có nữa hả? Có anh. Có gì trên đó? Có. Wow, nguyên chùm luôn, màu hồng luôn. Cá tính nha. Phải chơi full hồng chứ anh. Quá đã luôn. Cái cây của màu hồng luôn nha các bạn. Đây. Cây hồng luôn này là con Toàn đúng không? Đúng rồi. Trái hồng nè, trống hồng nè. Có ngôi sao thì màu trắng nha các bạn. Rồi tiếp theo là hai sao của Cu Dĩ các bạn. À, nó sử dụng cái này gọi là cái mùng chụp á, tử bung á, mùng cái mùng tử bung. Nó không sử dụng liều mà nó sử dụng cái mùng chụp của em bé ngủ các bạn. Còn phía trên đây thì nó sử dụng một cái tấm bạc nó che vô. Do nó chỉ có hai sao thôi. Nên đồ chơi của nó cũng hạn hẹp các bạn. Đồ ăn thì nó để sẵn như vậy rồi nè. Nó lụm mấy cái tấm bạc lụm ngoài biển các em. Đúng rồi. Nó lụm những tấm bạc ngoài biển để nó lót sàn ngủ cho ấm các bạn. Rồi dây nhợ đồ các kiểu, mình nghĩ là nó lụm mọt đồ của mấy người khác hay sao á. Tự múa hả? Đúng rồi, em hai sao mà. Wow. Sao giống con Toàn quá à? Cây hồng Noel của nó thì có đa số là mấy cái trái màu, mấy hộp quà đồ màu. màu trắng như vậy các bạn, cái trống của màu trắng đồ luôn nha. Đó. Rồi cuối cùng là con Tú một sao em. Đúng rồi. Tú nó có một sao, nó chỉ có 100k thôi. Nên mình có mua cho mình, có cho nó một cái sợi dây điện đàn chớp chớp đó bạn. Cái này là mình dư, mình cho nó. Nó tội nghiệp, nó không có sợi dây này, nên mình cho nó sợi dây này. Tắt đèn thử cái bảo. Đây. Đây, cái sợi dây này có cho ngắn ngủn các bạn, mình cho thằng Tú nha. Chứ Tú nó không có sợi dây này, nó chỉ có cái sợi dây màu hồng thôi. Rồi, lên đèn. Giống quét cà phê của em. Wow. Cái là cá tính luôn nè, nó lụm mấy cục xốp nó gắn vô các bạn. Cho giống mấy cục quà nè. Cái dây này em mua hay lụm? Mua anh. Em tự mua dây này hả? Tú nó mua mấy sợi dây giống mấy quán cà phê các bạn. Rồi treo mấy cái cục xốp vô để làm quà, làm tuyết đồ. Nói chung là cũng khá là gọi là sáng tạo á, rất là đẹp nha. Rồi cái đồ sinh quà em đâu có không? Đây anh. Ủa? Có đồ sinh quà luôn hả? 100k mua đồ sinh quà hết nhiêu? Nó 40. Nó đầu tư 40.000 để mua cái đồ sinh quà của ông già Noel nha bạn. Bên trong mình thấy có lá hư đúng không? Đúng rồi. Hết 5.000 nữa. Lá hư 5.000 nữa hả? Là đầu tư 45.000 để sinh quà. Đúng. Wow, đứa con hiếu thảo của ông già Noel. Tú thì nó sử dụng một cái căn liều gọi là lụm mót từ những cái tấm bạc ở ngoài biển các bạn. Rồi các kiểu đồ để dành làm một căn liều sinh tồn. Cái nón này là mình cho đội nha, hành vi của mình ai cũng đội một cái nón như vậy hết các bạn. Vậy tức là nó 45.000 mua cái đôi vớ với lại cái đó. Sau đó còn tiền còn 55.000 thì mua cái dây này nè. Nước ngọt với là mì đồ ăn hả? Đúng rồi. Nói chung là một sao thì phải chịu như vậy thôi các bạn. Nhưng mà có thể tối nay ông già Noel ông sẽ tặng cho em một món quà gì đó rất là ok luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ review bữa tối của từng người luôn nha các bạn. Rồi đầu tiên là một sao là của Tú thì sẽ ăn cái gì em? Em mì gói anh. Mì gói hả? Mà thấy có Coca Cola nữa nè. Em mì gói uống Coca Cola với còn, ăn bánh. Còn cái lon xì tin đó là của ai? Của em á anh. Uống hết rồi hả? Uống hết rồi. Cái dùng nó để dành nấu mì vậy hả? Nấu nước. À dùng nó để dành nấu nước. Đồ ngày Tú là có chai nước suối nè, một chai Coca, lon xì tin, một ly mì và một cái bánh Napati. Cái nón trên đầu là mình phát mỗi người đều có một cái hết. Còn sợi dây điện chớp chớp thì mình cho nó nha. Nói chung là nó sử dụng 100.000 để nó làm được một cái căn liều Noel các bạn. Nhưng mà cũng rất là sáng tạo luôn. Lụm mấy cục xốp rồi gắn vô để giả bộ tuyết rồi cái kiểu. Đánh giá cao em. Ok, mời em ăn tối. Tối ăn mì hả? Hỏi biết gắn không bà?
Rồi. Gì hả? Đã 100k rồi còn gãi cái đĩa. Anh đi số vợ rồi các bạn ơi. Còn ai mà vợ bằng Tú nữa? Hiền giỡn anh. Số cây vậy, số gãi mất tiêu rồi. Rồi có bút kìa. Không sao, em ăn như vậy là tối ông già Noel ông thấy em tội nghiệp, ông cho cục quà lớn em. Đúng rồi anh. Đúng rồi, trời không phụ lòng người đúng không? Nói chung là đêm Giáng sinh là anh Tú nó sẽ ăn mì gói, uống nước ngọt và ngủ trong liều sinh tồn nha bạn. Rồi em có mong một cái điều ước gì với ông già Noel không? Muốn ông cho quà bự bự xíu. Tại em khổ quá. Em muốn ông già Noel cho quà bự bự xíu đúng không? Đúng rồi. Rồi ok các bạn nhắn like và chia sẻ mạnh tay để ông già cho một Tú quà bự các bạn. Rồi tiếp theo là hai sao của con cu dĩ. Bắt đèn lên chưa em? Để anh tắt đèn coi thử cái nha. Cũng rất là đã nha các bạn. Nhưng mà không đẹp bằng của con Tú đâu. Đây nhìn cái cây này của con Tú là rất giống với quán cà phê luôn á, rất là đẹp luôn em. Wow, khá là ấm cúm luôn. Đây đây, nó hắt. Rồi bên trong nội hắt thì có hình ông già Noel nữa nè. Quá đã. Khá là ấm cúm á em. Đúng rồi. Tối à, buổi tối Giáng sinh ăn gì? Buổi tối với anh em mà ăn. Sao đợi nấu giống chú Hời quá hả? Quá đã luôn á. Tối thì em ăn phở trộn với xúc xích. Tối ăn phở trộn với xúc xích. Có tráng miệng gì đồ không? Tráng miệng khô bò. Tráng miệng khô bò. Uống sữa ốc chó. Ok, uống sữa ốc chó. Ăn snack win rồi nữa. Uống steam nữa, uống nước suối nữa. Quá đã luôn. Rồi hưởng thức em. Nguyện vọng là em đã ghi trong đây luôn anh, sẵn luôn à. Nguyện vọng em ghi trong đây sẵn luôn hả? Đúng rồi. Ủa sao cái tắt là giống của anh quá hả? Vậy của em hả? Không có, ý là giống y của anh luôn á. Đạo hả? Đạo nhái hả? Mà không sao, mong nhà Noel tặng em quà bự bự xíu được. Ok, nói chung là mỗi người đều có một cái buổi ăn Giáng sinh như vậy các bạn. Mỗi người đều có những món ăn y hời. Rồi có một cái nguyện vọng để trong cái tắt nha. Rồi tiếp theo là ba sao của cu to. Mình sẽ tắt đèn để xem cái độ lấp lánh của nó nha. Ủa, không có sáng lắm nhưng mà màu hường thì nó phản ánh sáng nó lên, nhìn cũng rất là đẹp luôn đó các bạn. Rất là ok luôn nha. Bây giờ mình sẽ xem nội hắt bên trong căn liều của con Toàn. Chỉ có cái chùm trên đó thôi hả? Đúng rồi, với mấy cái quả thôi. Mấy cái quả thôi. Rồi tối ăn gì em? Em ăn nguyên một mâm bánh luôn. Anh Toàn đội cái nón có cái hộp quà trên đầu rất là đẹp luôn các bạn. Wow, vậy là tối quà ông già Noel lấy cái đó tặng cho em luôn á. Đâu anh em à, phải quà bự. Quà bự hả? Ủa, ăn bánh đâu à? Ăn nguyên một mâm bánh luôn anh. Toàn nó có một cái hộp bánh rất là đã luôn bạn, chữ Trung Quốc luôn em. Bánh Trung Quốc luôn. Hộp bánh có hình mấy cái trái dứa nè. Rồi bánh mochi. Bánh mochi, chữ Nhật Bản nè. Rồi ăn mặn. Uống nước ngọt và nước suối. Với uống hai lon. Quá đã luôn á. Rồi em có nguyện vọng gì muốn nói với mọi người hay ông già Noel không? Nguyện vọng là muốn một món quà thật là to. Ai cũng muốn món quà to hả? Đúng rồi. Rồi tiếp theo là 4 sao của cô Hương các bạn. Mình sẽ tắt đèn để xem thử cái liều nó lấp lánh cỡ nào. Mà khói nó bay vô quá trận luôn. Cho thêm tiền hảo anh. Wow. Trời ơi, khói nó vô rất là huyền ảo luôn á. Rất là bình yên luôn á. Ok. Rồi, bên trong có tiền tí gì không? Đó, thường tiền tí là như thế này, để lên đèn nha. Ủa, có cái gì tới đây nè? Đâu, cái nào? Có cái trái trên đây nè. Cái này trái ở ngoài treo mấy cây hông á. Treo chơi cho vui thôi đúng đây, không? Nhìn tự hôi miên mình. Tắt đèn cái cho Hương lên đèn thử ha. Ok. Đây, nói chung là tắt đèn đi thì công phòng của Hương thì nó được như vậy các bạn. Nhìn nó cổ kính luôn á em, rất là đã luôn nha. Thường thì mình đi cắm trại thì mình chỉ ăn thường là ăn tối mà một hai món à. Cậu này nó quên nên chơi lớn đi. Tôi trai nguyên cái mâm luôn. Đủ loại luôn. Còn có heo viên. Heo viên. Tteokbokki. Miến. Mì trộn cay. Nguyên quả dưa hấu tròn chà bá luôn. Cà phê. Bánh quy. Cậu này chay nước trái cây gì lạ lắm mấy mày. Đâu, lấy ra thử coi. Nhiều thử.
hay thấy nó nhìn nó trong trong vậy á, mình lắc mấy phát là nó màu sắc nó huyền ảo lắm đó. Nó ra mấy bần bọn gì lấp lánh kìa, y như có kim tuyến vậy á. Chắc bỏ kim tuyến nước gì lạ chứ có tên không? Nước tên gì có chữ 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 F thôi à, không biết nước gì nữa. Vô Fogoso. Fogoso. Wow, mấy cái trào. Ủa hên quá. Ôi cái này không có trào làm ghê, hút cái luôn rồi. Ok, ngọt không? Nước ngọt nhưng mà nó khó uống hơn nghe nước nho ép. Cái này chắc nước táo vậy phải. Mà có ghe men hay gì không? Nó nồng nhiều hơn, nó kiểu như lên men nhiều hơn cái nước nho kìa. Chung cái này uống cho biết rồi chứ không ngon bằng cái nước ép nho mình hay mua. Rồi bây giờ mình sẽ ăn tối nha mấy bạn. Trước tiên là ăn heo viên trước đi. Mình mong ước video này có nhiều like và chia sẻ. Như hồi nãy lúc nãy review liều Long cũng thấy rồi, cái vớ nó khá là nhỏ luôn. Đúng rồi. Tức là mong ước hơn là món quà khá là nhỏ nhỏ. Nhưng mà nhắc nhẹ cho ông già Noel ông biết luôn là Hương muốn cái iPhone 14 XS Max gói nhỏ là chỉ để được ngay phone thôi. Nhắc nhẹ nha. Chúc nhớ chúc ông già Noel nhớ nghe nha. Ok. Nói chung là ông già Noel là rất là hay, hơi nghe được nguyện vọng của mọi người mà ok hơn. Rồi, năm sau của Cú An các bạn. Mình sẽ tắt đèn để xe thử lấp lánh tới cỡ nào. Wow, An thì nó hít phong xanh các bạn, khá là xanh luôn nè. Đèn xanh, cái lều xanh, đèn tím màu xanh đúng không em? Dạ. Wow, khá là huyền ảo luôn các em. Quá đẹp. Lên đèn. Rồi, buổi tối Giáng sinh ăn gì em? Dạ, tối thì em ăn bò bít tết với chén miệng là nho Mỹ, và uống chén miệng nữa, uống nước là rượu mơ. Nước mơ hả? Dạ, uống vào để tối nay em mơ em đi New York. Wow, lý tưởng không anh? Có thằng quay phim phụ lấy hộp quà lên gây cái mặt ăn bị hộp quà, nó tự hộp quà nó che lỡ đó. Đó, vậy mới hợp lại đó. Nói chung là đang tiếng quá hay luôn các bạn. Ăn bò bít tết. Dạ. Gồm có khoai tây nè, bò khoai tây nè, rồi đậu que, nấm kim châm, nấm đùi gà. Wow, wow. Ăn kèm trái cây là nho và uống nước mơ để được đi New York. Để mà thử luôn, tối mình sẽ thử đây, con cục luôn nè. Thịt bò nha bạn. Em tự tay làm hả? Dạ, em nấu hết rồi. Đúng là tự mình làm, ăn ngon thiệt. Bây giờ uống thử cái rượu nho. Ủa, rượu mơ này nha các bạn. Đúng rồi, nước mơ, rượu mơ không? Chú uống lần nào luôn. Và đây là cái ly rượu của mình. Sơ sơ thôi. Quốc thử rượu coi có mơ đẹp không em? Ủa, nó có nồng mùi giống như rượu chuối vậy á. Uống vô á thì nó he lên cái mũi, hơi đắng đắng, ngọt ngọt. Mình nghĩ là cảm thấy là uống cũng được thôi mấy bạn, cũng không có đắng lắm. Nãy giờ mình để ý là cái sừng của cô ăn nó có cái gì trên đây là nè, hôm cho anh cho thử coi. Có hai con mắt là biết động đậy nè, có lỗ mũi nè, có sừng nè, còn có có hai diễn viên gì nữa đâu biết đâu, thấy hai chị đẹp nên em để lại á. Hai chị thương hiệu của sản phẩm á em. Dạ, quá đẹp luôn á. Rồi Giáng sinh em có mong ước gì không, mọi người ăn lành gì không? Giáng sinh á thì em chúc mọi người ăn lành luôn, nhưng mà món quà của em á thì là bí mật. Em ước điều ước có nhỏ nhoi lắm anh. Bự cho máy rồi nhỏ nhoi gì hả? Nhỏ nhoi tối ra ai ông già Noel mở ra mới biết được chứ. Đó, à có tờ giấy trong đây đúng không? Đúng rồi, cái hộp này cái vớ này nó bự nhưng mà chưa chắc là quà bự nha. Nhưng mà điều ước em mới trọng á, em quen lắm á. Ông già Noel đóng tâm lý lắm á, đừng giỡn nha. Anh thấy không, em không hề trang trí trong đây một thứ gì luôn. Em chỉ trang trí bên ngoài thôi. À ý là ông đâu thèm vô đúng không? Đứng ngoài cái em cho quà đúng không? Đúng rồi, đánh vào mắt ông, tâm lý ông già Noel liền. Đúng rồi, ok. Cái vớ rất là bự nhưng mà ăn nó muốn một hộp quà nhỏ nha bạn. Rồi sau khi tắt đèn thì cái căn liều cấp 6 của mình thì nó như vậy bạn. Mình là 6 sao. Và mình mua hết tất cả các đồ trang trí, rồi mua liều, rồi mua đồ ăn, đồ các kiểu luôn là vừa đủ tiền luôn các bạn. Kết quả là mình không có có nội hắc gì bên trong hết, mình chỉ có những cái đèn chớp chớp thôi các bạn ơi. Tại với lại cũng Noel mà nên lấp lánh càng tốt nha. Với lại là tụi mình là chơi cái này là mong muốn là tối nay là ông già Noel ông sẽ lại ông thấy cái liều của ai mà ok nhất, đẹp nhất rồi các kiểu, và sẽ cho quà các bạn. Ai cũng có treo giới trước hết. Như đây là mình có cây hông Noel
đèn chốt rất là đã nè. Lên đèn Bảo ơi. Đó. Phía bên đây thì mình sử dụng tông màu đỏ bạn. Mấy cái băng rôn nè, mấy cái dây nè. Tắt mình có hai đôi luôn, một đôi màu hồng, một đôi màu đỏ nha bạn. Rồi mình để như vậy nè cho ông già, ông già Noel á, ông vô ông vừa thấy là ông biết liền, tặng quà cho mình hai món luôn. Ok, bây giờ mình sẽ mời các bạn vào liền của mình để review nha. Tắt đèn cái Bảo, ngầu lắm. Đây, bên trong là rất là huyền ảo bạn, có một cái chuông Singapore ở đây nè, những cái băng rôn màu đỏ rồi dây nhợ đồ các kiểu, khá là ấm cúng luôn. Ok, lên đèn. Ở phía dưới đây là mình không có đủ đồ để bạn, nên mình để dưới đất luôn, do mình mua là hết tiền luôn à, chỉ mua được cái bàn nhựa rồi thôi, khá là buồn luôn. Nên là mình chỉ có một cái bộ đồ duy nhất, đó chính là cái ghế này và cái bàn này thôi. Và trên bàn thì mình có món gà quay nè, cái này là dâu tây Hàn Quốc nè, còn này là táo Hàn Quốc và nho Mỹ. Rồi mình uống nước nho các bạn, cái này là nước nho, cái này không có nồng độ cồn, uống rất là dễ, uống có thể lái xe được bình thường. Rồi Coca Cola ba lon các bạn, Coca Cola Nhật nha. Và có một cây hồng Noel trang trí trên bàn. Ok, bây giờ là mình sẽ ăn buổi tối Giáng sinh các bạn. Đầu tiên là mình sẽ hui chai nước nho không nồng độ cồn. Ủa, cái này là nước dâu tây các bạn. Hôm nay mình đổi vị màu đỏ luôn nè cho nó Giáng sinh. Nước dâu tây. Đó giống nước nho cái quỳ quen miệng các bạn. Rồi lấy cái đồ bảo vệ nó ra. Bắt đầu mình sẽ dặn cái này. Trời ơi, nó xì khói luôn như đại bác vậy á. Quá đã. Rồi chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ nha. Năng ly. Rất là ngon luôn bạn. Uống không thua kém gì nước nước nho đâu nha. Rồi mình sẽ đeo cái bao tay vô. Và ăn gà nha. Ăn thử dâu tây Hàn Quốc các bạn. Trái rất là bự luôn, bự bằng gần 3 ngón tay luôn á. Ăn thử coi nó chua ngọt như thế nào nha. Rất là ngọt luôn, ngọt cực kỳ. Nó lại còn mọng nước và lại bự nữa. Nói chung là mình vô 6 sao thì thức ăn, nước uống và liều rồi trang trí đồ các kiểu thì mình rất là ok. Chỉ duy nhất là mình quá chú tâm vào trang trí với lại thức ăn á, kết quả là mình không có bất kỳ một cái phụ tùng hay là mền gối gì hết các bạn. Tối nay mình nghĩ chắc là mình sẽ ngủ trên ghế. Nếu gì mà mỏi quá thì mình sẽ xuống dưới đất như đây. Đây, xuống dưới sàn. Nằm đại luôn nha các bạn. Nói chung là mình không có mền gói gì hết, nên mình mong muốn là nếu tối nay ông già Noel có thật sự đến tặng quà cho mình, thì mình mong muốn là sẽ có một gì đó gọi là ấm cúng tí các bạn. Ví dụ như là một cái mền hay là một cái giường gì đó cũng được. Còn nếu như mà không có mấy cái đó thì mình mong muốn là có tặng cho mình một cái iPhone 12 cũng được nha. Mình rất thích iPhone 12. Nói chung là tối nay là cả đám tụi mình là từ cấp 0 cho đến cấp 6. Tụi mình sẽ trải nghiệm trong những cái căn liều Giáng sinh, ăn những cái bữa tối Giáng sinh của mọi người, và cùng ngủ và chờ thử cái sáng mai là ông già Noel là sẽ tặng cho tụi mình món quà gì nha bạn. Các bạn nào yêu thích cái video này của mình thì đừng quên nhấn like, chia sẻ để tụi mình có động lực thực hiện những video khác nha. Ok, tạm biệt các bạn, tụi mình đi ngủ nha. Ủa, ăn xong cái đã rồi phải ngủ được. Rồi sau khi ăn uống xong thì cái đám tụi mình sẽ đi ngủ bạn. Và hiện tại là trời mưa râm râm luôn, nên tụi mình đi ngủ luôn nha. Mình sẽ xem thử coi tụi nó ngủ như thế nào nha bạn. Mình sẽ quay từng chỗ ở của mỗi người. Hiện tại là trời mưa râm râm nha bạn. Và cô Tú một sao thì nó ngủ như vậy. Mưa râm râm thì liệu con Tú là vẫn có thể trụ được các bạn. Không xì nhê nha. Đó, nó ngủ lên trên cái ba lô của nó và ngủ như vậy nha bạn. Còn cô Dĩ thì nó ngủ ở trong cái mùng tự bung. Phía trên thì có tấm bạc nha bạn. Ngủ còn rất ok. Còn Toàn thì nó ngủ trong cái liều công chúa.
nó làm ngủ chứ dày các bạn. Để mình tém cái mùng nó ra thử coi. Đây nó ngủ co ro như vậy, chừng nó cuốn lại nha các bạn. Cái lều này vẫn che mưa luôn nha các bạn. Cái lều này vẫn che mưa rất là ok. Còn cô Hương 4 sao thì nó ngủ trong lều màu xanh nên không có gì sáng hết. Rồi An với Bảo thì 5 sao ngủ trong đây nha các bạn. Đây 5 sao ngủ trong đây. Mình không thể mở luôn. Trong lều mấy hàng trong lều không có gì để review hết các bạn. Rồi mình 6 sao thì trong lều bự nhất. Bây giờ mình cũng sẽ chui vô ngủ nha. Nói chung là mưa nó râm râm thôi nên cu nào cũng ngủ được hết nha. Do mình mua quá là nhiều đồ trang trí, đồ ăn ngon với lại cái lều bự chà bá lửa nên mình không có mền gối gì hết. Tối nay là mình sẽ ngủ dưới sàn như vậy luôn. Đó, nằm lên cái ba lô sau đó ngủ thôi. Mong là tối nay là ông già Noel là sẽ tặng cho mình món quà bự bự một chút nha các bạn. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. A few moments later. Chào các bạn, ta là ông già Noel. Hôm nay ta sẽ xuống đây để tặng quà cho các cháu cắm trại ở đây. Cùng đi theo ta nè. Đầu tiên ta sẽ phát quà cho cháu nằm vô gia cư như thế này nè. Nằm co rút lại. Còn đây có gì không? Kính gửi ông già Noel, hãy cho con quà bự bự. Nhà con nghèo, mãi yêu chuột chuột. Ok con, ta sẽ tặng cho con. Ta sẽ tặng cho con món quà dài nhất. Nhét đây mà. Ta đi tiếp tới bé thứ hai. Thư tỏ tình ông già Noel. Ông già Noel hãy ban cho con một cô người yêu. Con sắp đi nghĩa vụ rồi. Ok. Ông sẽ chụp em một chút với con. Years later. Đào hết cả chừng. Thôi, tặng quà cho nó. Đi tiếp thôi. Nhà bé này nữ tính chắc là con gái rồi. Thôi kệ. Cho con một món quà hạt dài và to, kính gửi ông già Noel. Ta sẽ đáp ứng điều kiện cho con. Dài và to. Tiếp hơn nào. Kính gửi ông già Noel. Ước iPhone 14 XS Max hoặc mỗi ngày có một điều ước. Ok. Điều ước của con đã thành sự thật. Qua bé kế tiếp thôi nào. Bé này viết thư cho ông già Noel hả? Kính gửi ông già Noel. Ông đang đọc thư của con đúng không? Đọc rồi nè chứ gì. Lỡ đọc rồi thì ông tặng cho con một dây sạc iPhone 12 nha. Con sẽ rất vui khi được ông tặng đó. Cảm ơn ông. Ký tên đứa bé ngoãn ngoan. Bé này tỏ tình già Noel. Ta sẽ đáp ứng điều kiện của con.
tới bé cuối cùng thôi nào. Chào ông già Noel, tặng ông lon nước uống chơi. Còn sáo sào nên ông cho gì cũng được. Bé này được, món quà của bé cuối cùng. Rồi, ta đi tặng quà những nơi khác đây. Rồi, tới sáng đó này. Bây giờ mình sẽ dậy, rửa mặt súc miệng nha. Wow, mình được ông già Noel tặng cho một hộp quà nữa các bạn. Để mình xem thử cái quà của mình là gì nha. Mấy cái quà này là được ông già Noel với lại ekip của mình chuẩn bị nha các bạn. Cái đám của mình là không có ai biết là quà có gì hết. Khui quà là phải xé như vậy mới ngầu. Mình cứ ghi trong cái lá của mình là cái món gì cũng được các bạn ơi. Không biết là mình sẽ có cái gì. Chấm hỏi. Wow, chiếc khăn gió ấm hả? Một chiếc áo len các bạn ơi. Ủa giống áo nữ quá hay sao không có túi hết rồi? Hả? Được không? Nhìn được không? Khá là ấm cúm luôn các bạn ơi. Wow. Nói chung là Noel là có một món quà như vậy là khá là ok rồi. Không đòi hỏi gì hơn nhé bạn. Rồi đi qua những người kế tiếp coi có quà gì. Để em đeo vào em nhận quà. Để coi cô ăn tới gì. Dài à. Dài dài. Nhìn ngầu lồi. Gì đây? Trời ơi, con tem mày làm gì? Em mơ là dây điều ước của em là dây sạc iPhone 12 để cầm cho có với người ta. Nhưng mà sao cho mấy con tem mày làm cái gì? Có làm mới có ăn nữa chứ. Con cũng cảm ơn ông già Noel. Có quà còn đỡ hơn không có. Con sẽ nghe lời câu nói của ông già Noel là có làm mới có ăn. Rồi tiếp theo là 4 sao kiểm tra có quà gì của ông già Noel tặng không em. Anh cũng muốn có thử có gì á. Ok. Đừng có làm mới có ăn nha. Thử ước mà bước gì vậy? iPhone 14 XS Max. Ghê hả? Hàm dữ mà. Rồi thấy cái hộp là thấy xong rồi mấy bạn. Thấy xịn rồi đó. Thấy nhìn cái nó bóng bẩy rồi. Lướt qua là mình biết là iPhone 14 XS Max rồi. Từ năm 2022. Vô hành thời gian rồi. Nhìn là biết rồi đó. Ghê vậy. Ước con 14 có thiệt luôn kìa. Em hay trò. Vậy 14 chưa ra mà sao có được. iPhone 14 là nhìn biết rồi đó. iPhone 14 nó vậy đó. Trong tương lai là nó hình mấy cái chim chim chém xoáy gió này mấy bạn. Của Yasuo hả? Đó. Hay xong rồi đó. Còn bắn keo cơ ba. Ông già đâu anh hiểu ý mình ghê luôn. Có gì đó không công bằng. Vậy em mơ có một cục sạc không cho. Mơ một cái cho thiệt kìa. Cho yên cái. Ê ê ê. Thầy cho. Thầy cho. Còn mấy con keo kìa. Còn miếng nữa vẫn hết luôn chứ. Hồ à. Tại cho. Con tay táo nè. Tay táo huyết nè. Rồi xong rồi. Ừ, iPhone 14 mà. Cái này nếu iPhone 14 thiệt á là đến từ tương lai á. 2022. Quá dữ. Không đâu. Em mới thấy cái gì á. Như các bạn cũng thấy rồi. Đây là hình tay táo huyết. Còn đây là hình iPhone tương lai. iPhone tương lai. Thôi thử coi có gì. Anh cũng đang hồi hộp. Vậy lên. Không, em thấy cái gì á. Wow. Thì hai con tôi thấy
có làm mày có đặt là cho em mới 14 mà. Nè thì có đó. Làm mới có ăn nè, cho con tem nhẹ nè, không làm mà đòi ăn ha. No 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 no, iPhone 14 với mắt nó như thế này mà cho mày hỏi có giá giá tiền nữa nè, 320 triệu đồng nha mấy bạn, 320 triệu đồng. Cảm ơn ông già Noel, thật hiểu ý mình ghê luôn, quá đã luôn. Rồi nói chung là Khương đã có được một con iPhone 14 sử dụng Viettel gì nha mấy bạn, sim Viettel 6G nha mấy bạn, giá là 320 triệu, quá dữ luôn. Ông già Noel hiểu chuyện á. Rồi tiếp theo là ba sao thì mở thử coi quà có gì em, để cái đám cũng hồi hộp em. Sao dạy dữ hả? Đúng món em ước luôn. Em ước gì ạ? Một món quà hạt cà dài và to. Sao để ước gì bữa chứ hả? Xé luôn em này, xé luôn em giấy mà. Quà Noel là mình phải xé nó mới ngậu em. Xé gách luôn cũng được nữa. Xé từ tên xuống dưới luôn. Đó. Xé quyền đường như này mới ngậu nè. Ồ. Ừ, nắm một đường xé. Ồ đúng rồi. Ồ. Ồ. Gì vậy? Chưa ra đây biết, chưa ra đây biết, anh coi với coi gì vậy? Tập chiêu mới à? Rồi lại nữa, lại mới có làm mới có ăn nha em. Rồi đâu, ông dạy nó em biết em nằm cực nè, cho anh tâm chiêu. Mà bây giờ em về mất tiêu rồi, làm gì nữa? Rồi tối không gì vui cả. Đây, nè, mày đặt đồ dài và to không? Ha, có làm mới có ăn. Đó. Rồi, cái tiền nhỏ quá. Cho nhỏ thôi à. Mới có ăn. Thêm cái tem có làm nữa kìa. Rồi mở thử coi chiếu vừa không em, chạy thử coi. Lau thử coi vừa không nha. Ủa sao gì cây á? Rất là vừa luôn. Rất là vừa. Nè, ló cái chân miếng luôn, chân bài luôn rồi nè. Cái chân người ta đắp cái ló miếng vậy nè. Em tưởng cái đó kệ dưới nằm ngủ chứ. Rồi tiếp theo là hai sao. Tối hài quá. Hay sao có gì thôi ra thử coi, tí tới miếng coi cái đầu bị dướng rồi nè. Chú hài các bạn. Ủa, nó mới tới miếng nữa, tới miếng nữa. Nó mới địch kìa. Rồi. Dướng cái này nè, cái đầu phải ra khỏi cái này. Đó rồi ok. Đó rồi, thôi thử cái em. Tất cả nói chung là 4 năm con mắt đen rất là hồi hộp xem món quà là gì. Ủa tối nó mơ gì? Ai tối xin gì chứ anh chưa nói mà. Tối mơ được ông già Noel mang một cô gái. Một cô người yêu. Mà giờ Noel tặng gì vậy? Ủa, màu hồng nè, người yêu á. Wow, biết cái gì nữa. Có tiếng Việt không? Tặng cho cái lò không dây D9 màu hồng. À, vậy ý là muốn là cái lò là người yêu của em á. Đúng bài luôn à. Ồ, hui, vô iPhone luôn kìa, đã không? Wow. Lo Bluetooth hả? Lo gì bọc hờ kìa. Ờ, à, cá tính của em. Thêm bài nhạc đã tiễn người yêu. Người yêu ơi. À, đây là sắp. Còn đó lo đó chính là người. Cái lo đó chính là người yêu của em á. Muốn bật bài gì bật em. Anh yêu em, yêu anh đồ. Tình yêu khủng long đồ cái kiểu. Rồi tú một sao trải nghiệm học quà luôn em. Quà em mượn chà bá luôn. Ủa tối em mơ gì ạ? Em mơ là quà bự bự. Nữa rồi, chuẩn bị anh cho em có làm mới có ăn nữa rồi. Mấy ngày mơ vậy rồi phải có hết. Không nói nhiều đây cho trước nè. Có làm mới có ăn nha em. Đâu có xé luôn em, hộp quà nó bên mình phải xé giấy luôn. Ừ, nắm chị nghỉ luôn. Nhanh lên. Ủa thấy gái quá trời luôn kìa. Ủa thằng nhóc nào nè, bóc xin nó bóc. Wow, what the hell. Quá dữ luôn em, cầm đưa ra đi bay cái coi. cái gì đây, bóc xin set, tức là nguyên một set. Ồ, 3 in 1 luôn nè, gồm có là áo nè, găng tay với lại cái đai. Wow, cái đai áo tròn á em. Có làm mới có ăn. Rồi, gắn cái vô địch môn vô. Ủa.
Wow, vô địch luôn em. Rồi giờ đi ra đường kiếm mấy anh cao to đen hôi gì đâu, chơi với bạn này. Nhà nghèo nên bây giờ chơi với anh chậm. Nè, qua chơi với thằng bạn gái này, qua vô là bạn gái đó, quýnh mấy gái rồi. Không, đổ bộ này ngậu em. Tối đây đồ ơi, mặc bộ đi chơi nha. Rồi, kết quả đêm qua là mỗi người đều có một món quà các bạn. Cô Tú thì được một bộ boxing khá là ngầu lòi. Dễ gì được một cô bạn gái mới chính là cái lo bluetooth màu hường. Toàn là nó xin một cái gì đó thật dài và to. Thật dài và to thì được một tấm chiếu mới nha bạn. Chưa to mà anh mới có nhỏ xíu à. Vì giờ em chạy nó khả nó ra là to liền gì. Còn Hương thì xin iPhone mấy chứ? iPhone 14 XS Max. Nó được iPhone 14 nha bạn. Đây, 2 năm nữa là Apple sẽ ra cái con iPhone 14 này giá là 320 triệu. Có chữ Viettel luôn, quá dữ. Sim 7G Viettel. Rồi ăn hay xính gì? À, có dây sạc iPhone 12 không mà ông già nuôi anh cho em cái có làm mới có ăn luôn à. Chứ lẽ giờ bây giờ ông già nuôi anh phải ra ngoài tiệm mua iPhone 12 sao lấy cái dây tặng cho em rồi hả? Được rồi, tặng cái dây thôi để em biết cái mùi xài iPhone 12. Thôi xài đỡ iPhone 14 con Hương đỡ nè, xài ghé đi. Thôi không cặn luôn. Còn mình thì được một cái áo mình thấy giống áo nữ ghê luôn bạn ơi. Không biết phải không? Các bạn nào biết áo nam áo nữ comment giúp mình nha. Ok, nói chung là tụi mình là kết thúc video tới đây. Clip hôm nay là cắm trại theo phong cách Noel. Bạn thích video này hãy nhấn like, chia sẻ và đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tụi mình có động lực thực hiện những video khác nha. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ nha.